Mời cả nhà ăn rong nho nhá. Lâu quá không ăn. Mấy hôm bận là không ăn được cả nhà. Hôm bận quá không ăn là rong nho. Hôm nay thèm nhá. Đây mưa gió không đi ship hàng thèm. Đấy, mời cả nhà nhá. Lâu quá không ăn rồi nhỉ. Lâu lâu lại thèm mà. Một mình ăn hết gần cả hơn nửa ký chứ. Ai làm quen nó mát đã lắm nha cả nhà, giòn cốp cốp nhá. Ngon ghê á. Biết ăn mới ngon chứ không biết ăn là hơi khó ăn tí. Kiểu mình ăn quen quá à. Cái nước sốt nó mặn mặn béo béo á. Béo ngậy. Nhiêu đây ạ? Một cái đĩa to này đây á là khoảng gần cả ký. Một mình ăn vậy á. Không ăn thôi, ăn vậy cho đã. Người nào mà ăn nó quen là khổ. Tập từ từ thì ăn được, nó cũng như mình thôi, lúc đầu cũng đâu ăn được đâu. Mà sau này ăn được mới bán đó chứ. Hồi đó có ăn đâu. Ăn nó không có phải là béo bổ gì mà nó mát cho cơ thể thôi à.
Đó. Tự nhiên nó thèm á. Có nhiều người nha, cái lúc mà mình mới bán á, không biết ăn đâu, coi nhà cả nhà không biết ăn, mua về ăn thử thôi. Lần đầu tiên không ăn không được, cứ cách mấy mấy hôm lại mua lần, mấy hôm mua lần lại ghét ăn nghiền luôn. Nhiều người một bữa hai bữa, cách một bữa hai bữa là đã mua xong rồi, mua xong về ăn rồi. Ừ, mà mới đầu tiên là ăn không được nha, mới đầu tiên bảo khó ăn thế này thế kia. Năm mươi lăm ngàn ký hồng nho còn rẻ mà cả nhà, quá rẻ luôn. Đói bụng mà chưa không ăn cơm, làm để dăm nho này nè. Cái này là rau bạch tuộc. Một đĩa to gần hết rồi nha.
Nhà có sẵn nên là thèm lúc nào là ăn lúc đấy. Xong rồi, đây là trồng cái biển nên là rất sạch sẽ nha cả nhà nhé. Nó đã thèm. Công nhận nha, không cần biết món gì, chỉ cần mà cái món mà mình thích ăn nó đã gì không. Chỉ cần là món mình thích thôi, món gì cũng thấy ngon hết. Cái hợp với lúc đang đói bụng này chứ. Nó kiểu cốt mà kìa. Như trứng hả? Bình thường mà mình bốc mình bán là cứ bỏ mấy cọng bông biển nhai à? Nhai không ạ? À? Chào mọi người nha, đi ship hàng nha.